Nhiều người hâm mộ và yêu mến Nguyễn Thị Oanh, cô gái vàng nữ hoàng Điền Kinh Việt Nam chia sẻ rằng đã rơi nước mắt khi chứng kiến cô nỗ lực giành chiến thắng trên các chặng đua 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật với 4 huy chương vàng tại SEA Games 32. Nguyễn Thị Oanh gây kinh ngạc cho giới chuyên môn và người hâm mộ thể thao. Dõi theo từng bước chân của nữ vận động viên trên đường đua, đã có những giọt nước mắt rơi vì khâm phục, tự hào, vui mừng xen lẫn thương cảm cô gái bé nhỏ đã phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt của thời tiết và lịch thi đấu thay đổi đột ngột để giành chiến thắng vang dội, tấm huy chương vàng thứ tư tại SEA Games 32. Đặc biệt, tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh làm nên điều không tưởng khi giành hai huy chương vàng ở hai cự ly chạy mà thời gian nghỉ chưa đầy 30 phút. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu, khó tin đối với thể thao, đặc biệt là Điền Kinh. Cô bé hạt tiêu đã vượt qua giới hạn của bản thân, khiến các nhà chuyên môn choáng váng không thể lý giải nổi. Chiều ngày 9 tháng 5, vận động viên Điền Kinh số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Oanh số đeo 561 đã bước vào tranh tài nội dung thứ hai của cô tại SEA Games 32 là 1.500m. Cô bắt đầu xuất phát lúc 17 giờ 30 phút. Ngay sau khi xuất phát khoảng 300m, Nguyễn Thị Oanh vượt lên dẫn trước đoàn đua với tốc độ chưa từng có để bảo vệ huy chương vàng cá nhân thứ hai của cô tại đại hội. Hàng triệu người hâm mộ và yêu mến Oanh theo dõi cô thi đấu trên sóng truyền hình và các nền tảng Internet đã thật sự nể phục xen lẫn xót xa khi nhìn bước chạy của cô ai cũng có cảm giác oanh đang cố gắng lao như bay về đích để tiết kiệm một chút thời gian. Bởi chỉ 20 phút sau oanh sẽ phải tiếp tục bước vào nội dung thứ hai là 3.000m vượt chứng ngại vật, cũng với mục tiêu bảo vệ huy chương vàng. Đó là sự thay đổi không bình thường của ban tổ chức SEA Games 32, nhằm ép oanh phải lựa chọn một trong hai nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Nhưng với một ý chí kiên cường, cô gái bé nhỏ của chúng ta đã chọn cả hai. Nó thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi, không chỉ với các vận động viên châu Á, mà trên toàn thế giới, ngay khi cán đích và đạt huy chương vàng ở đường chạy 1.500m, cô được một người bạn thân từ Việt Nam sang lau mồ hôi, chườm đá lạnh. Ngay sau đó, Oanh chạy nhanh về địa điểm xuất phát cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật. Oanh không kịp nghỉ ngơi một phút nào để tiếp tục thi đấu nội dung thứ hai. Với một chiến thuật thông minh, Oanh không bung sức ngay từ đầu mà bám theo vận động viên đến từ Philippines. Cô kiên trì bám đoàn đua và chỉ vươn lên dẫn đầu ở hai vòng đấu cuối với thời gian 10 phút 34 giây. Oanh giành huy chương vàng thứ hai trong ngày, chỉ trong hơn 30 phút. Kỷ lục này chưa từng có vận động viên nào được ghi nhận thực hiện trong một kỳ SEA Games. Ông Dương Đức Thủy, nguyên trưởng bộ môn Điền Kinh cho biết, ông đã khóc khi xem trực tiếp Oanh chạy. Ông Thủy cho rằng giành hai huy chương vàng chỉ trong hơn 30 phút ở hai nội dung cực khủng như Nguyễn Thị Oanh có lẽ là điều chưa từng có với vận động viên chuyên nghiệp trên thế giới. Huy chương vàng 3.000m vượt chướng ngại vật cũng là huy chương vàng thứ ba tại SEA Games 32 của Oanh cô đã bảo vệ cả ba tấm huy chương vàng giành được trong hai kỳ SEA Games 30, 31 trước đó. Sau khi cán đích oanh chia sẻ, em rất mệt, em vô cùng biết ơn các thầy đã hỗ trợ, động viên em để hoàn thành nhiệm vụ thi đấu. Em rất hạnh phúc, em bị sốc và lo lắng khi lịch thi đấu thay đổi, nhưng chỉ biết tự động viên mình cố gắng, cố gắng, và cố gắng. Đó là câu trả lời đứt quãng xen giữa những hơi thở gấp, rất giản dị, ngắn gọn của oanh với báo giới sau khi dốc sức hoàn thành nội dung thi đấu sự nỗ lực của Oanh đã được đền đáp xứng đáng. Sinh ra và lớn lên ở thôn gần một làng quê bình dị thuộc xã Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang. Cô bé Oanh hàng ngày đến trường và cùng bố mẹ, chị em làm mọi việc nhà, việc đồng áng ngoài giờ học như bao bạn bè cùng trang lứa khác. thuở nhỏ, chạy bộ cùng chúng bạn trên đường làng, đường tới trường rồi vì ham thích và được các thầy cô khích lệ. Sau này cô tham gia một số giải của trường, của huyện. Bản thân Oanh và người thân của cô không ngờ có ngày cô gái thôn quê bé nhỏ sinh năm 1995 chiều cao khiêm tốn 1m53 lại trở thành cô gái vàng. Nữ hoàng Điền Kinh Việt Nam giành những chiến thắng vang dội trên đấu trường thể thao trong nước, khu vực và châu lục, trở thành người nổi tiếng. Thầy giáo Nguyễn Thành Vinh, nguyên giáo viên dạy môn thể dục, trường trung học cơ sở tiên lục Lạng Giang, người từng có thời gian dài kèm cặp, huấn luyện oanh trong đội tuyển Điền Kinh của huyện cho hay, chỉ có tố chất thôi chưa đủ, bởi áp lực và cường độ luyện tập đối với vận động viên Điền Kinh quá lớn. Riêng oanh dù vóc dáng nhỏ bé nhưng lúc nào cũng kiên trì nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu. Từ lớp 8, Oanh bắt đầu tham gia tập luyện, thi đấu tại một số giải chạy cấp huyện và liên tục giành giải nhất. Trở thành hạt giống số 1 của huyện tham gia thi đấu ở giải Việt giã do báo Bắc Giang chủ trì phối hợp với một số sở, ngành của tỉnh tổ chức. Giải Việt giã có quy mô lớn nhất tỉnh Bắc Giang được tổ chức chuyên nghiệp với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau đến từ 10 huyện, thành phố, nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh là môi trường tốt cho Oanh rèn luyện, bộc lộ tài năng. Nhiều năm liền, Nguyễn Thị Oanh luôn được sướng tên ở vị trí bục danh dự giành giải nhất ở nội dung thi đấu qua nhiều lần đua tài ở giải việt giã báo bắc giang oanh đã khẳng định được tài năng và từ đây bước tới con đường trở thành vận động viên chuyên nghiệp thể hình bé nhỏ oanh suýt bị loại khi trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh bắc giang chiêu sinh đội tuyển điền kinh nhờ tinh thần luyện tập nghiêm túc sự quyết tâm không ngại khó đã giúp cô lấy được lòng tin của ban huấn luyện ông đào xuân hùng huấn luyện viên môn điền kinh của trung tâm cho hay dù không có lợi thế về thể hình song bù lại oanh có tinh thần Ý thức trách nhiệm rất cao trong tập luyện, thi đấu. Khi đặt mục tiêu, Oanh luôn quyết tâm thực hiện để đạt kết quả tốt nhất. Năm 2014, một cô bé tuổi 17 bẻ gãy xương trâu với bao ước mơ lớn đã phải nhận tin xét đánh từ bác sĩ. Cô bị viêm cầu thận, căn bệnh quái ác buộc Nguyễn Thị Oanh phải ngừng vận động và thực hiện một chế độ sinh hoạt cực khắt khe. Oanh không biết mình có thể tiếp tục theo đuổi đam mê điền kinh nữa hay không. Hàng trăm, hàng nghìn suy nghĩ tiêu cực lại thêm gương mặt bị phù nề tới biến dạng càng khiến cô rơi vào sự bế tắc. Lúc đó, cánh cửa như đóng sầm lại. Vì vậy, cô lỡ hẹn với SEA Games 28 diễn ra ở Singapore năm 2015. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, tham gia hoạt động thể thao rất sớm trong điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn. Thiếu thốn song với Nguyễn Thị Oanh, dường như mọi khó khăn, thử thách chỉ làm ý chí của cô sắt đá thêm. Được học tập, được sống với đam mê, được các thầy huấn luyện viên giúp đỡ hết mình và sự ủng hộ của người thân, sự yêu mến. Cổ vũ nhiệt thành của người hâm mộ là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô. Không nản chí khi đối mặt với thử thách, luôn cố gắng hết mình trong tập luyện và thi đấu, đó là bí quyết thành công của Oanh. Trên đường đua, Oanh đã phô diễn được vẻ đẹp thể thao, khối thép bé nhỏ, rắn chắc, cân đối và nữ tính thi đấu hết sức tự tin và đầy quyết tâm, gây xúc động cho người hâm mộ. Cô cảm nhận được nguồn năng lượng đang lớn dần trong cơ thể, ngay cả trong mơ Oanh cũng thấy mình đang chạy một cách đầy sảng khoái với những tiếng hò reo cổ vũ. Oanh quyết tâm trở lại với đường chạy Ban đầu chỉ là 2 3 km, sau tăng dần lên 10 km. 5 tháng tự tập luyện, tự mình chiến đấu với bệnh tật, Oanh tin là mình có thể trở lại thi đấu đỉnh cao. Tấm huy chương vàng, huy chương bạc ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 diễn ra ở Đà Nẵng năm 2016 chính là bước đệm cho ngày trở lại của Nguyễn Thị Oanh. Giờ đây, khi nghĩ lại thời gian khó nhất trong sự nghiệp của mình, Oanh vẫn bị ám ảnh. Nhưng có trải qua những thử thách lớn đó, cô mới trân quý sức khỏe và tôi luyện ý chí sắt đá. Điều tôi luôn tâm niệm là phải cố gắng nhiều hơn mỗi ngày, mỗi buổi tập và mỗi giải đấu. Tôi tự đặt ra những mục tiêu cho bản thân mình và phải vượt qua. Oanh chia sẻ, khép lại năm 2023 với nhiều dấu ấn, Nguyễn Thị Oanh hoàn tất cú HAT trích vàng tại giải Điền kinh vô địch quốc gia. Ở đấu trường nào, Oanh cũng đều có sự chuẩn bị nghiêm túc và chiến đấu hết sức lực. Hoàn thành các mục tiêu đề ra, Oanh ỉn tự thưởng cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi, về thăm bố mẹ, đi chơi với bạn bè để tái tạo năng lượng. Từ nay cho đến hết năm 2023, tôi dành thời gian cho bản thân, cho quá trình hồi phục, sao cho đạt thể trạng tốt nhất, sẵn sàng cho các mục tiêu tiếp theo trong năm 2024, chân chạy quê Bắc giang cho biết. Nữ siêu nhân đường chạy hay nhà vô địch không phổi là những biệt danh được người hâm mộ nói về Nguyễn Thị Oanh. Cô gái nhỏ bé thể hiện năng lực phi thường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành hình ảnh tiêu biểu, một tấm gương truyền cảm hứng không chỉ của thể thao Việt Nam mà với cả khu vực Đông Nam Á.